con ra tay chân như nào này, chân con làm như nào, con làm như nào, đúng rồi. Con ra tay chân như nào này, chân con làm như nào, con làm như nào, đúng rồi, đây đấy. Em này không chịu rồi, em này không chịu rồi. Chị ơi nhỉ, mẹ nào. Nhiều quá, nhà mình lấy cái lá kia mình sửa nha. Không làm mai mưa lại vào hết trong nhà. Em nằm ở đây cho mẹ, mẹ đi làm nhá. Con người ở đây trông bơ nhá. Bơ này nhá. Đấy, con thấy chị bơ ngoan không? Nè, con đi dùng quạt, quạt đi. Nhất, quạt đi.
chính là con con đói. Đói à? Ừ. Để đục trứng cho nhá. Đục trứng xong là con ở đây trông em nhá, mệt mẹ đi làm vườn nhá. Đi vào đây, mẹ đục trứng cho. Cho con úp rồi. Đây.
Cái này mẹ nhỉ, đó không đủ. Mẹ đừng quay làm nhà không đủ đâu. Đây, chú mẹ, xong rồi đây. Để ai làm thứ nữa. Chân của mình chín chưa? Chân chín chưa? Đây, rửa chân tay đã con ơi. Ôi, chú, chú mệt à. Em ngủ dậy à? Mẹ đi làm không em ngủ dậy à? Ôi xem trứng nha, mẹ xem trứng cho nha. Đây, trứng đây, trứng đây. Con nhé, mẹ đặt cho con nhé. Wow, ngon quá. Mẹ móc vỏ. Mẹ móc vỏ. Em để ăn này, để chị ăn. Ăn đâu? Ngon không con? Ngon không? Mẹ luộc cho nhất. Em bé chưa ăn được nhỉ? Chị ăn trước thôi nhỉ? Em bé chưa ăn được đâu nhỉ?